những người khác phản đối không quan trọng, mình còn có những người tin tưởng mình. Đi theo sự lựa chọn của chính bản thân mình, cứ đi tới các chị. Mồ hôi có thể rơi, nước mắt có thể rơi, máu có thể rơi, nhưng tuyệt đối ước mơ không bao giờ được từ bỏ, đúng không ạ?